Xin chào các bạn, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phân quyền trong cái tình doanh nghiệp. Đó là sao để thêm người vào cái doanh nghiệp của mình được. Thì để mà thêm á, thì chúng ta sẽ vào người này. Đó, và chúng ta tiến hành thêm. Ví dụ tôi muốn thêm tôi chẳng hạn đi. Đó, và đây là quyền của cái người nhân viên. Ví dụ quyền quản trị chúng ta sẽ gạt qua đây, hoặc nó chỉ thêm nhân viên thôi. Đó, còn mặc định nó chỉ có quyền nhân viên. Ví dụ ở đây tôi muốn thêm nguyên cái quyền quản trị. Đó, thì tôi thêm vào đâu? Ví dụ tôi thêm vào cái tài khoản này đi. Đó, hoặc tôi thêm vào trang. Thì tôi cho quyền gì? Full quyền này, chỉ xem hiệu quả được thôi. Đó, hoặc là quản lý thôi. Đó, ví dụ full quyền là ở đây, hoặc là chỉ đây thôi. Rồi, tôi cho full quyền đi. Đấy, thì tôi có một cái mẹo nhỏ á, là làm sao để cho nó nhanh á. Thì bởi vì nếu như thế này thì ông này phải check email này, thì chúng ta có thể là gửi lại đi. Đó, và chúng ta khi mà chúng ta ấn gửi lại á, chúng ta sẽ sao chép. Đó, chúng ta có cái URL và chúng ta qua cái nick chúng ta cần á. Đó, bạn được cấp quyền này, vào này, tên của bạn là Hồ Cương này. Đó, mật khẩu. Không biết là nó có điền đúng pass không nữa. À, không đúng phát. Tôi coi cái này giờ phát gì. Facebook nó bắt tôi đổi phát liên tục nhiều quá. Không đúng. À tôi nhớ rồi. Một. Nó không cho dùng phát cũ, bắt buộc là à, xin lỗi tôi nhầm. Em có được không nào? À, cái nick này của tôi thì không được sử dụng dịch vụ nào Facebook nữa, nó cấm. Rồi, tôi sẽ không dùng cái đấy nữa. Bây giờ nick chính nó còn cấm luôn đó. Tôi sẽ dùng nick này. Nên là nếu mà chúng ta tạo thêm bằng URL, chúng ta thêm rất dễ, rất là thêm, rất là dễ đó. Chúng ta có thể vào. Đó, và bây giờ ở đây thì tôi đã có thể quản lý cái tài khoản kia rồi. Đó, Minh Quân này, Hồ Ngọc Cương này. Thì với là một người quản trị viên á, thì chúng ta có quyền xóa. Ví dụ ở đây người này là chỉ người dùng thôi. Còn với chúng ta là người quản trị á, thì chúng ta sẽ xem. Đây, ta F5 lại này. Thì nó đã lên rồi. Đó. Và chúng ta thêm được thì tất nhiên chúng ta cũng có quyền được xóa. Đây, xóa này. Đấy. Chúng ta làm tương tự với các cái tài sản khác như là trang ấy. Chúng ta thêm tài sản cho người này chẳng hạn. Đó, thêm trang này, thêm tài khoản mới này, ví dụ chúng ta có nhiều tài khoản có thể cấp mới, cấp quản lý trang này. Đấy, tôi chưa thêm trang ở đây, còn nếu không thì cách làm nó cũng tương tự. Rồi, chúc các bạn làm tốt.